Rồi, trở lại kênh Sao Bắc Gần Chàm, mà thấy chào quý khán giả và con xin chào cô dì chú bác gần xa luôn. Thì hôm nay tầm khoảng gần 5 giờ sáng thì thấy theo cha thấy đó mà đi thăm cô Lương để về nhà làm đám để khách đó nha. Thì đây là nhà mình thì cũng sắp tới đám cho nên là mấy dì, mấy bác rồi lại phụ. Đây là dì Tám của Thái đang nấu dừa để mà làm bánh gì gì đó. Bánh ít ta. Trên đây là bác Út. Này cũng làm bánh ít hay gì bố? Bánh ít ta. Bánh ít bọc bánh ít. Dạ. Giờ này là cho nó hơi sớm quá cho nên là chỉ có dì Tám với Út một chút xíu nữa là người ta ăn chung là trời cha ý gì chài cối gì tấm thớt vậy là cục kịch. Rồi dạ. Đi xuống với mé sông thì thấy dạ. Đi theo cha đó mà đi thăm cô Lương. Sáng chả tôi nó lẹo lưỡi. Giờ này thì tầm khoảng mới có 5 giờ gì. Bây giờ thì thấy xuống sông để mà đi với cha để mà đi thăm cô Lương. Cha thả bao nhiêu chai câu lương cha? Năm mấy chai. Cái chai này dính rồi cây cả nhà, lôi cứng nhắc luôn rồi. Lôi vô hang luôn rồi. Cặp cặp lôi cho con lên bờ luôn. Con chứ đúng không? Sảy hay gì đâu. Nó mềm quá vậy nè. Trời sảy. Đúng không? Sụp tiêu. Hôm qua cha đi thăm được 17 con hay cha. Ừ. Có con gần cả ký luôn ở nhà mà hôm qua thấy đi theo không được. Đám này sảy uổng. Dính này cả nhà ơi. Cái này gì? Chai này thì cặp với chai nãy nhưng mà con này nhỏ hay sao? Lương này mình thả làm đám á cho nên là nó chết sống cho nên mình cũng không có cần mà nó sống đây gì giờ mình mần liền mà. Con này nhỏ. Cái con lương đồng lúc nào nó cũng vàng éo vậy thôi. Trên mình là không dấu tích, không có sẹo, cái mỏ cũng gì luôn nha cả nhà. Chứ cái lương con lương mà mình mua ngoài chợ là về đa số là cái mỏ trên nó bị chèn lỗ. Ê, này dính nữa rồi. Cá cho con lên bờ đi. Thả cá. Cha thả cá. Có thả dính lương ngon. Cá lùi dữ. Dính cái gì vậy? Không dính luôn à? Uống không? Sảy nữa. Sảy. Sức trước cha có thả con chai nữa không? Ừ. Tại vì ta thấy cái đít chai này. Té rồi. Này giống dính quá cả nhà. Dính này cá lóc chà bá luôn chơi. Cái đầu nó nè. Con này có 300 gram à.
cái đầu nó ở đây nè. Rồi cha thì gom thải đại cho anh thôi, chút xíu nữa thái xuống cái thấy gặp tay cái thấy gỡ ra. Này chút chết. Chết. Dính sàn quậy đêm hôm giờ khùng khùng đầu hết. Càng chút về xem. Yếu dữ. Dữ rồi, rồi luôn. Thấy tắt máy cái nha, tại vì cảnh này nó máu me luôn. Cái chai câu này cha thấy thả cá mà nó lôi cái chai đâu mất tiêu luôn rồi. Coi. Đây nè. Lôi chai mất tiêu luôn rồi. Đây, đây. Đây dính cá cho. Cái chai trong nó đồ đồn dưới cái lớp lục bình. Chết. Cái cây lục bình này tầm khoảng tháng mấy nó mới có bông chưa? Có bông. Tới tháng trước rồi có bông. Bông này mình làm mà lẩu mắm với mà ăn sống chấm rau, chấm cá kho rồi cũng ngon lắm đó nha. Cha có thấy vừa mới bơi qua hút cái chai câu. Hồi xưa thả cừng còn giờ như thả chai nó gọn hơn. Thả cừng bằng cái cừng sậy còn giờ như cái chai câu cái về cái rồi. Gỡ ra nhét cái chai vô trong cái chai cái rồi để nắp lên cái rồi à. Không lôi chưa? Dính cá rồi cha. Cá lóc. Nhỏ quá. Nhỏ. Hồi xưa thả thấy hàm lắm rồi chà. Ừ. Cái thời của thấy lớn lên này cá nó cũng thưa ít, nó cũng ít rồi. Có thả 150 câu. Ngày bữa mười mấy ký luôn cá. 150 câu bữa mười mấy ký chà. Đó chứ cá ký 2-3 ký đâu nhiều lắm. Ký ngoài rồi luôn ký cái mấy nhóc. Còn thời của Thái lớn lên bây giờ thì như kiểu cá nó thưa dần rồi. Tại người ta xiệt, ta bắt như kiểu nhiều cách bắt nó tận diệt giờ nó ít cá rồi. Trời ơi, nãy quên chứ thằng đó có ấu ong nữa. Ấu ong hay sao? Hút đâm chạm nó tới chút xíu. Đây có cái chai dính cá nó quậy đục nước chỗ này luôn rồi đó nha. Dính này sảy. Quậy cái này dính cái gì vậy sảy. Đục nước hết trơn. Bự hay sao? Thì con nó bự. Nửa ký à. Rồi ướt ngang luôn. Rồi nửa cắn chết luôn. Bị chật cái ghế coi. Cái phân nhang này là hồi muối cắn đã luôn. Chật cái ghế. Ồ dính mép. Mép. Con nó còn mạnh á, bán được á. Về rộng hay dành đám mà.
đây cho con xuống con tát. Con xô cha. Lương con cá nhỏ. Nó cứ này thì để nó vô xô khỏi rửa chay ra. Để mà nó về gọng sống. Nó nhảy ra thì nó cũng còn dính cái chay lên, mình dễ bắt nó. Nè mình để ra sau lưng mình đi. Ôi mệt. Nó không dính này. Dính là nó quậy một vùng. Quậy dùng đục nước hay sao? Chai đã dính rồi cả nhà. Chết hay sao? Ừ. Ồ cá gần hơn kg à. Hơn nửa ký. Con này bự hơn con nãy một chút. Cá dính tay ham luôn. Xe khô. Thường thì mấy con cá sống gì mình làm lẩu được, còn như mấy con này thì về xe khô, cá vẫn còn nhớt nghe nha. Nè. Ồ, cá này hơn nửa ký, cỡ nửa ký. Nó dài tầm khoảng 4 tấc, hơn 4 tấc. Vết bên rừng này cha mình thả lương. Không dính này. Bên cá bên lương, bên cá bên lương, bên thợ cá bên thợ lương dính dính không? Không dính. Xa xa đằng trước thấy có một cái chai con cá nó lôi ra giữa sông rồi kìa. Chai nó giữa sông biết còn cá không? Còn. À, còn còn. Lo về giữa xong đây như động quá ngay đường đi xuống. Đây này có cái dấu này coi vẫn lôi đắng à. Cái chai này nó lôi đắng. Nó có dấu. Lôi có 30 thước. Cá lôi cái chai 30 thước. Ê dính chưa? Còn dính nữa. Nhịp rồi. Chai nó không dính nữa. Chai cho nó dính nữa kìa. Sau lái này có một cái chai nữa nè, dính cá nữa hay vậy. Trước này thì dính con cá rô. Mèn nó làm xe nhợ. Xe nhỏ nó quấn nó vô trong cái rễ cộng dây giác. Cộng dây giác. Nó thôi đường đấy. Nó thôi đường để đây chút nó con ngồi con gỡ. Cái dùng trên đây rằng là nó động nước nó con gì. Ê, con cá dưới ngoài. Cá lóc chưa? 300 gram. 300.
nửa ký luôn. Nửa ký luôn. Được, được, được. Này cha, bỏ vô thùng đi cha. Hồi nãy giờ được hai cá lóc sống cũng chậm. Con rồi giờ thấy ngồi thấy gỡ mấy cái chai này ra để dẹp nó để hồi nó dính với nhau nó gói. Rồi từ đây trở về lên là cha mình bắt đầu thả lương rồi, hết chỗ đó mà thả cá rồi. Cái chai này cha mình thả lương rồi. Vô đây là có thể là dính lương bự nè, tại vì cái đường này lâu năm lắm mà không ai vô được. Sáng cuốc người ta mới dọn cỏ ra. Quang sơ. Miếng trong đây thì là rồi thấy bắt ong thôi rồi luôn. Ui, trên cây có cái con sóc ở trên nè. Sóc qua đi xem nhé. Sóc này thì chỉ đi kiếm đi mà đặt gặp bởi vì bẫy sóc thôi. Cái chai này dính hay vậy, không biết dính hay sảy mà nó bị nhát rồi nè. Chưa đụng nó ra. Này cá ngang là nếu có dính là chết. Ê, cái à, lương. Lương vàng éo luôn. Gỡ cái chai rút nó ra nha. Nãy té cái xuồng ướt thanh nhang giờ quá trời mũi nó bu qua nè. Dạ, đụng cái gô giật mình. Này thấy chai rỉ nó cứng đó nè. Có nhầm con ăn này nó lôi vô hang luôn hả cha? Ừ, hang qua hai con vô hang, ba chút con. Rồi thọc tay vô hang bắt nó ra. Ừ. Trong hang nó là vỏ ốc đồ dữ trời lắm. Chưa thấy lương nữa. Đây. Đụng ra. Đụng. Cũng gì dừa. Ủa, đã không? Đây nãy con là được ban lương rồi. Từ đây dài lên là chỉ có dính lương thôi chứ hết dính cá rồi đó. Chai này bị lôi nó. Thì cứng rồi. Chai khó. Nhát luôn. Đám chà này rất cây lương còn sống gì đó. Lương sống nó còn gỉ cái chai ha.
đâu, không đủ. Cho hương tàu bá luôn. Bự ra. Ôi ôi con lươn. Sống chết chưa? Chết rồi. Vậy gì mò bên đó không? Mò bên kia không? Ờ con lươn chào bá vậy, con lươn nó hơn nửa ký à. 800 gram. Ờ con lươn. Hóa thồn được chưa? Hôm qua con bự hơn đó chưa? Hôm qua gãy lưỡi câu con cỡ con đó. Gãy lưỡi câu luôn à? Cha đụng nó mới gãy gì? Đụng nó kéo đầu nó ra rồi nó xiết vô hang được một cái rồi gãy lưỡi. Con đứt nhợ. Đụng nó rồi nó xiết đứt nhợ với gãy lưỡi luôn. Ghê. Trời ơi con lươn. Sướng không? Qua được một con ký. Con ký à? Ừ. Lương giờ 1 ký là hiếm lắm à. Con nó 800 gram à. Con này có 800. Có ăn không rồi? Đúng không? Chưa. Đúng, dính này kìa. Bơ nhỏ. Mấy con này dính lâu nó trắng nó hết vàng rồi. Dính hồi phi, hồi sáng, hồi sớm. Ồ, bị con gì cắn. À thì cái dấu cắn này con gì bự lắm nè cha. Con lươn lớn cắn. Có thể là cái con lươn lớn hơn cắn đó. Dấu nó dấu lươn á. Lươn lớn. Lươn lớn. Ồ, chỗ này mày chết. Tao nhớ mày. Mày là cái dấu này là có con lươn lớn hơn cắn là nó cũng thua này đâu cha. Ừ. Cái dấu răng là nó không thua này đâu. Mà tay cái nhà coi nè, cái dấu răng nó ba lớn rồi nè. Thường là lươn lớn ăn lươn nhỏ luôn á. Lươn nó mê lươn. Vậy như con nhỏ ăn trước cái con lớn lại. Cái chai giống dính này. Không, nó không có lôi hung. Rồi rồi, cái con này con lươn sống nữa cả nhà ơi. Ồ, nó rút cái chai liền liền cái cha. Cái nó ngoài này ra con thấy nó rồi. Vàng ở dưới mấy nước dưới này. Ừ, đúng rồi. Đâu? Nhất kiện nó đâu đi. Nhả sảy. Trời. Ủa? Không nhả không trống. Rồi sảy hả? Trời ơi. Nãy là chai gỉ chai lên là nó gỉ ngược lại luôn á. Sảy hả? Rồi đứt lưới luôn rồi. Uống không? Lôi nữa hay gì? Ồ, đứt nhợ luôn. Đứt nhợ luôn rồi. Có nó tưa cái nè. Thôi uống không? Kiểu nó quấn. Nó quấn vô cây sậy, gốc sậy đâu á.
Rồi nó cóc con dây cỡ này nè, đứt lưỡi tiêu à. Con dây này là con dây chỉ sáp á, chứ không phải con dây gân nữa, dây nông nữa rồi đó mình thả. Nhẹ sáp mình cỡ này là ăn lương. Nãy giờ sấy dưới đất cũng mấy cần rồi. Cần có lôi nữa hay à? Không. Chá quá. Lôi lúc cái chai luôn. Cá bà má vậy. Cần cá luôn hay à? Còn có cả ký luôn. Chắc chưa. Một cái ký à. Một ký gì cũng 800-900 gram. Lúc có chai luôn. Cha thả đường này về luôn nha. Đường đó là được rồi, ừ cũng bơi được, đường khúc có đường cặp bên á, đường cặp bên đây nè, không có bơi được. Chai này nó lồi nữa đó nha. Đúng nha. Lương à. Cũng vừa này còn mới dính nè, cũng còn tươi à. Dính cả lắm. Tại vì thấy ngồi ở đây thấy tiếp cha quấn ba cái chai là cho nên không có thời gian nhiều để mà quay cảnh này kia cho nhà xem. Ngày qua cha thả có mấy chục chai mà dính 17 con lươn. Có cá không cha? Có 2 con cá. Mà cá nhiều mà lươn ít. Nay cha thả cá nhiều. Tới khúc này thì thấy thấy mấy anh đang mà khai thác chàm. Bán củi à. Đi xô đi còn sớm hơn thấy với cha nó. Thì cả nhà ơi, thì nãy giờ thấy với cha cũng thăm hết câu rồi nha, thì cũng dính được 6-7 cá lóc gì nè. Đây hai con nữa nè. Qua đây luôn. Được mấy con cá 7-8 cá với mấy con lươn bự bự không à. Kết thúc video đây, thấy không xin tạm biệt cả nhà đây luôn á nha. Thấy chúc cả nhà có buổi xem video vui vẻ hạnh phúc bên gia đình luôn. Cả nhà có cần mua mật ong cá gắn lờ gì đó thì alo ghi thấy số điện thoại có thấy có để trên cái góc phải góc trên màn hình video cả nhà. Rồi thấy xin tạm biệt cả nhà đây luôn. Hẹn cả nhà video sau luôn.